Sáng ngày 18 tháng 6, ở phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, xuất hiện một đám cháy khiến hai cha con chết thương tâm, còn người mẹ thì bị bỏng nặng. Khoảng 1 giờ 10 ngày 18 tháng 6, người dân xung quanh phát hiện một phòng trọ trong hẻm đường kênh 19/5, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú có khói bốc lên, tri hô và báo cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng địa phương sau đó đã đến nơi dập lửa, phát hiện hai thi thể nằm trên gác lửng của phòng trọ, một người bị phỏng nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Xét minh ban đầu cho thấy, vụ hỏa hoạn khiến hai người tử vong là anh H, 45 tuổi, thường trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, cùng con gái là V, 9 tuổi, đang học lớp 3. Người bị phỏng nặng là chị L, 44 tuổi, vợ anh H. Cơ quan quận Tân Phú đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Bà Hứa Thị Hồng Đen, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các nạn nhân trong vụ cháy có hoàn cảnh rất khó khăn. Ủy ban Nhân dân quận đã hỗ trợ ban đầu số tiền là 50 triệu đồng cho gia đình lo hậu sự cho hai nạn nhân tử vong. Đối với chị L bị bỏng nặng, tiên lượng xấu, đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, Ủy ban Nhân dân quận và Ủy ban Nhân dân phường Sơn Kỳ sẽ vận động kinh phí để cứu chữa cho chị L.